Đây là cái giường của mình đó, một cái giường, một cái mùng từ trên này xuống. Đoạn video clip sau nữa ha. Sau một thời gian di chuyển khoảng 3 km thì các anh em đang tới một cái nhà nghỉ mà em Phong đã đặt trước đó. Đàn này là sang sạch và xịn nhất ở đây không? Ồ trời. Giá một đêm là bao nhiêu hay không anh? Giá một đêm ở đây thì khoảng 15 đô la, 15 đô la khoảng mấy tiền Việt Nam, khoảng 300 mấy ngàn tiền Việt Nam á. Cho một phòng hay một người? Cho một phòng. Cho một phòng à. 15 đô. Một người không? Ừ. Và cái vị trí đây là vị trí được cho là trung tâm của thành đắc phố đắc đẻ nhất luôn đúng không? Và rất là đơn giản. Có cả trụ ATM nữa kìa nó. Đây là cái trụ ATM ngay tại cái thành phố Zika. Và đây là cuộc sống của đường phố ở phía trước khách sạn. Giống như ở trong những cái sách báo trước đây mà Bùi Hồ cũng đã có từng đọc á. Châu Phi là một cái châu lục còn khá là nghèo nàn và lạc hậu. Và để đến đây để mà cảm nhận hết thì chắc có lẽ là phải cần có một cái thời gian dài. Và anh em sẽ cố gắng ghi lại những cái chuỗi hành trình quý báu này ngay tại đất nước Ethiopia. Và bây giờ thì anh sẽ hướng dẫn Bùi Hồ đi nhận một cái phòng ngay tại cái khách sạn này. Thì em Phong với lại em Nhân thì ngủ một phòng, và Bùi Hồ sẽ nghỉ một phòng ở đây ha. Thì để xem cái phòng khách sạn ở đây như thế nào, để Bùi Hồ quay cho cô bác quý anh chị xem luôn. Ở đất nước Ethiopia ở châu Phi á, thì còn khá là nhiều côn trùng cũng như là muỗi cắn đốt. Nên trước đây thì có thể nghe nói rằng là những cái khách sạn ở đây họ phải dân mông. Đây là cái cô chủ khách sạn. Hello. Dạ. Có một cái chai nước. Ở cái khu vực này là gần cái thung lũng Omo ở miền Tây Nam của đất nước Ethiopia. Đây là cái giường của mình đó, một cái giường, một cái mùng từ trên này xuống. Họ phải dân mùng như thế này nè để chống muỗi đốt, và mỗi một đêm như thế là 300-400 nghìn tiền Việt Nam. Dạ. Yeah. Mình có hai cái hành lý. Và đây là cái phòng nhà vệ sinh. Cũng có một cái hệ thống toilet. Bên đây cũng có một cái nơi để mà tắm với lại một cái vòi sen như thế này. Vì đây là một cái khách sạn gọi là sang xịn mịn nhất ngay tại Ethiopia. Ở đây cũng có một cái bồn rửa mặt. Cũng có một cái khăn nó cũ như thế này. Và mình lo nhất là liên quan đến việc vệ sinh cá nhân á. Ở Ethiopia nên mình cũng có chuẩn bị một số cái vật dụng vệ sinh cá nhân. Đây là bóng đèn. Ở đây không có máy lạnh. Không có máy lạnh nha, gọi là khách sạn nhưng mà rất là sang trọng tại chỗ này, nhưng mà họ không có máy lạnh. Và một cái tivi cũ kỹ như thế này. Ở đây thì chỉ có một cái ổ cắm điện thôi. Chỉ có một ổ cắm điện duy nhất. Một cây cây quạt thì cũng đã bị, trời, đã bị hư luôn rồi. Khủng khiếp quá. Chỉ có một cái đèn ngay nhỏ ngay chỗ này. Rồi bây giờ chính chị ạ, vào trưa hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại một cái thị trấn Saka ngay tại đất nước Ethiopia. Và phía sau lưng cô bác quý anh chị là một cái bảng của một cái nhà hàng khá là nổi tiếng tại này. Đó là nhà hàng có tên là Bếp Hajuku. Ở trong đây thì có gì thì bây giờ Bùi Hồ sẽ quay cho cô bác quý anh chị biết ha. Đây là hình như là còn một cái chiếc xe của anh cảnh sát ạ. Đây là cuộc sống của người dân Ethiopia. Họ rất là ngại khi mà mình ghi hình. Cái nơi mà rửa giày ở đây có 4 anh thanh niên người châu Phi đang rửa
nhờ anh này gửi giày nè, anh ở anh gửi giày thì ảnh không chịu quay phim. Bố anh này nó ok. Yeah. Ok. Yeah. Ok, tiệm gửi giày khá là lý thú ngay tại Ethiopia. Camera. Dạ cá. Dạ. Dạ camera, camera. Camera. Dạ. Dạ, normal camera. Dạ sai gì nữa nè. Yeah, very, very handsome. Okay. Handsome. Yeah. You are you money? Yeah. You call me money? Bye 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 bye. Bye. Thôi bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ đi ha. Đi vô trong nhà hàng được kia. Một cái căn chòi rất là nhỏ luôn á mọi người. Đi vô đây ha. Gọi một cái nhà hàng nhưng mà khá là đơn giản ha. Đây cà phê. Đây cô này bán một cái cà phê. Cà phê là một cái thứ gì đó không thể thiếu ngay tại Ethiopia. Không thể nào nhìn uống cà phê và cho rằng cà phê là thứ bánh mì của đất nước của họ. Dạ. Yeah. Ở đây có một cái thùng, không biết là cái hộp gì luôn. Đây là khuôn viên ở trong nhà hàng. Một cái quầy cặp cà phê miễn phí. Quán cà phê. Ở Ethiopia có một cái câu chuyện rằng là có một anh chăn cừu. Thì anh này ảnh đi chăn cừu thì gặp một cái con cừu ăn một cái quả hạt màu đỏ. Và nó cứ nhảy dựng hai cái chân của nó lên. Và khi đó thì nó rất là hưng phấn. Và anh này thì ok ok. Anh này thì ảnh cũng thử. Và ảnh muốn đem. Dạ, yeah, ok. Sugar with sugar. Sugar? Sugar, yeah. Ok. Ok. Dạ. Yeah. Anh mới đem một cái hạt cà phê đó muốn trình với nhà cha đất thờ rằng cái hạt này rất ngon. Thì anh sợ rằng là sẽ một điều gì đó mạo phạm. Và anh sẽ dục cái hạt cà phê đó vô đống lửa. Và vô tình thì khi mà dục vô đống lửa như thế này á, thì cái hạt cà phê nó tỏa ra một cái mùi hương thơm. Và từ đó là đất nước Ethiopia uống cà phê luôn để thay bánh mì giống như bây giờ. Và cà phê ở Ethiopia thì rất là ngon luôn ha. Yeah, coffee. Ok, ok. Yeah. Yeah. Cà phê rất là ngon, cà phê hạt nguyên chất giống như ở Việt Nam, ở những cái cà phê Việt Nam. Và ở đây rất là nhiều cái bình như thế này. Những cái tách nhỏ nhỏ để uống cà phê. Chỉ uống nóng thôi, không uống nước đá. Và khi mà đi đến Ethiopia được mời một cái ly cà phê á, thì cho rằng người đó rất là hạnh phúc. Tại vì cà phê đối với họ rất là quý giá luôn. Và là thức uống không thể thiếu. Rất là ngon và đậm đà luôn. Và bây giờ thì sẽ vô đây để ăn ha. Hàng mà gọi là sầm khuất nhất ngay tại Zinca này. Nhưng mà cô bác quý anh chị có thể thấy là rất gần gũi với thiên nhiên đúng không? Và đây là cái khu vực mà nấu nướng ở trong này. Còn bên đây là khu vực vệ sinh. Còn bên đây là khu vực ăn uống, được dựng bởi những cái tấm tôn rất là tạm bợ luôn. Đây là khu vực cà phê mà Bùi Hồ mới quay cho cô bác quý anh chị thấy. Đây là một cái bàn này bán cà phê. Về đặc điểm thì bạn này thì rất là thích tết tóc. Ở châu Phi thì rất là thích tết tóc như thế này. Vì chưa có ai uống cà phê nên bạn này không có pha nữa. Hãy quên nói cô bác anh chị, cà phê này được pha bằng than nè. Và bây giờ thì cái khu vực này là cái khu vực toilet nam. Toilet thì ở trong này. Bên kia là toilet nữ. Có khá là nhiều khách du lịch từ phương Tây đi đến đây. Và thì thậm chí là nãy giờ các anh em cũng gọi đồ ăn rất là lâu rồi. Nhưng mà vẫn chưa đồ ăn chưa có ra. Có những cái anh người bản địa ở đây á, họ đang trông chờ để mà lấy đồ ăn ở trong này nè.
Rồi sau một hồi đợi rất là lâu thì mình đã có một cái món cơm, đó là cơm gà. Một cái ở đây thì chắc họ ăn đa số là ăn bắp á. Đây là cơm gà của mình nè. Hộp cơm thì hộp gạo thì rất là dài ha. Phải nói là cực kỳ thú vị. Bên đây là con gà. Một cái phần, một cái dĩa như thế này thì khoảng mười mấy ngàn tiền à. Ethiopia. Không, mà Hàn không có dùng. Anh kèm với bánh mì. No, our food is this. Our food is different. Dạ, anh dùng món khác. Ok. This is our food. Ok. So this is shio. Nó sao? Yeah. And this is injera. À. Which is our Japan pumpkin. Bánh bò, bánh bò đúng không? Japan bread, we call it. Yeah. Ok. And this is shio. This is our local food. If you want, you can taste, okay, no problem. This is our Ethiopian local dish. This one is shiro, and this one is spaghetti, and this one is injera. Anh sẽ trộn cái nước sốt vào ăn luôn. Cơm. Chickpea. What name? This one? Pasta with shiro. We are shiro. 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 Yeah. This one in English, shiro is chickpea. There's chickpea powder. And there's a beans which is called small beans which they grind it and then you know, and after they make with, they mix it with the butter. I mean with the spices, butter, and then after we call it finally shiro. It's very delicious. This one is injera, which is made from cereal. There is small, you know, there is small cereal which is called teff. From teff, it makes from teff injera. Giống như là bánh bò của mình vậy á, rồi mình sẽ cặp vô mình ăn. If there is no injera in the heaven, me I will not go. Heaven, you know heaven? The sky heaven. Heaven. You know heaven? Yeah. In the heaven, if there is no injera, me I will not go. Me I will not go heaven if it's no injera. Anh công nghệ. Mình chỉ có cái nĩa này thôi, hiểu không? Họ không ăn, không ăn muỗng. Cơm bắp mà. Họ trộn nhiều rau quá ha. Nó nói hello. Đó là lọc khoai tây. Cái lọc khoai em hả? Lọc khoai em dính anh luôn. Sao quá? Đây có nào dính anh? Đây là gà. Chicken. Hả? Chicken. Hợp lý luôn á. Chicken. Dạ. Một cái khối gà to dữ vậy sao ăn? Đúng quá. À nó cái vụ đó khẩu vị á không? Khẩu vị đẹp. Bên trong có nào đâu cũng. Ai ăn đi pasta. Nếu như mà người Việt Nam không quen thì cũng rất là khó ăn ha. Mà thôi thì chắc có lẽ là mình sẽ quay những đoạn video clip sau nữa ha. Ngon. You can try. Yeah, anh mời mình ăn luôn. Đi. Okay. Cái này có đâu không có cần chấm gì đúng không? Cái này kia chạy bộ này, cái đá này. Ôi trời. To ha. Nhưng mà hạt gạo nếp của mình á thì nấu nó không đẹp. Chili à? Chili sốt. What do you want? Salt. Yeah. This one now. Chili. Shiro, we call it shiro. Shiro. Thịt gà họ nấu như thế nào á, mà nó dai từng hớ luôn. Em nghĩ là do cái bản chất con gà nó dai sẵn. Rất dai. Gà là gà chạy bộ, gà chạy núi không à? Gà chạy sa mạc. Núi. Núi núi. Một dĩa như thế này á là 300 peso. Nó xin lỗi. Một dĩa này là 300
beer. Beer đúng không? Tương đương tiền Việt mình là khoảng 150. Chung ở chung nhỉ. Nhưng mà người Ethiopia họ cũng thích ít ăn gạo này đúng không? Họ chỉ ăn mì. Và đây là cái dĩa cơm của mình. Phong ăn cũng không hết thôi em. À, một á là cái hột gạo giống như là bị nấu nó có vị nó sống sống đúng không? Nên là nữ là mình không có ăn nhiều. Gà thì ở đây thì cực kỳ ngon. Gà rất là dai, nấu bằng cách nào á thì rất là dai luôn. Và một dĩa cơm như thế này là khoảng 150.000 tiền Việt. Và chắc có lẽ vài ngày tới thì chắc có lẽ mình sẽ chọn ăn mì là một cái phương án hợp lý nhất khi mà cái hành trình của các anh em mình đem theo mì. Và có một điều mà muốn chia sẻ với cô bác với anh chị, cà phê ở đây là họ được nấu luôn uống nóng á, nên thành nữ lúc nãy thì khi tách cà phê của mình nó nguội xuống thì một cái bạn đó nói đem vô để mà đun sôi lại. Và ở trong cái hộp cà phê nè, ở trong cái tách cà phê này nó có một cái cây thuốc nam giống gọi là cây ngải cứu hay không hả? Đúng không? À, đây là một ngày đầu tiên để chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết về cái hành trình của các anh em khi thưởng thức một cái ẩm thực của Ethiopia. Ở trong ba lô của Phong thì lúc nào cũng có này hả Phong? Ừ. Cũng có phở và mì kokomi. Đây là hai cái thực phẩm mà vài ngày tới chắc có lẽ là các anh em sẽ không bao giờ thiếu để ăn dặm thêm rồi ăn để bổ sung bù năng lượng đó. À, quả đây. Và bây giờ thì chắc có lẽ là video kết thúc tại đây. Ăn sao nhân? Cảm giác sao? Vị lẻ lẻ không á. Nhưng mà gà ngon đúng không? Cái thịt gà nó được nhưng mà cái vị nó có. Cái tối nay mang mì tôm á. Tối ăn mì tôm này thì chắc chắn đấy. Giải pháp tối ưu khi những ngày ở châu Phi làm mì kokomi. Chào và hẹn gặp lại cô bác với chị ở clip sau.